nì mà khoạp tiệt bông phố ná, mà khoạp tiệt mà khoạp nâng cứ bông phố nó mà... mùi à xe pang mà đôi khi sẽ bọc mùi khi bông phố ná đôi khi mẹ bật khó mùi xe pang à đi xe bre đưa mùi hà xe thết xe tre cái mấy cái nhóm nó sọc phùm những cái hai xe thết này khá khá xe tre tre mấy cái đấy bà cả lâu à lâu cả lâu muốn sứt mà phải buôn phải phèm ta ta đã sai lắm không đã sai được phụ áp bong bong nâng sáng sáng nâng bong bong à lấy sau mà phải pi đài nâng à lấy hiện xuống luôn mà với nhây chẳng ở mòn ấy cứ phải chạm ra tiết cứ ba côi ba mê xin bong bong á tình yêu mà vay ao ấy mà đi đi mòn đang cả vay ấy thì thắt vay bàn thằng lái thì đang chẳng mà hai bờ sân thì bong bong sờ lái ai chạy trường một ban đồng phố nữa tại vì vay tay ở tại vì chia đây bà mòn như một cái này nên là tại vì chia đây bà nhưng lụa môi mà rồi hai đôi kia bằng phố nữa phải xây bằng phố lại chạy trường ban một phết mòn là o bằng phố nữa phết mòn là o hiện thay đai mà rồi hai bằng phố chờ đấy đấy vừa xa thầy cô được hiệp vừa đai chẳng có phù này bằng phố mê vừa xỉn nhưng mặt lẽ nhưng phù nhóm bằng bong phong shop tam đan YouTube nhom nắng bong phong thằng anh em chơi lẹ tại lại mua này mê với em tinh máu vì Philippines á ở em tinh ghê tam thùng mui nơi khmer cứ buôn nổi hà sập là nè buôn nổi hà mê với xỉn á nâng anh hẹn ba với cô ba tại lại fly đai tam bạn giấy nào kia chân tròn phù phụ thì sẽ đạp cái nhẹ không phụ khác mà chuẩn bị em kia chân tròn dương trắng á bong phong nâng này để còn tha tại lại một rồi hà đi hôm ba này ba phù mê sật non châu buôn nổi phía mò vậy hay ba con mình thông đa đái vì từ lại sức khai khai đái của nhân tinh kia bị thủng thông thông đái chẳng có con hay từ lại một rồi ha bọc con hột ba này đấy vậy tới cũng ta việc cái lỗ tu chứ ba bảo việc cái lỗ thầm một phay bơ phay bảy vĩnh món này ập tung buôn phía mò vậy nên ngay món này phải xin gì việc cái lỗ thông vĩnh nhầm vô từ chul phụ mòn phèn chân mục mòn hiền chân cái lồng phay vậy ấy dương chua xem mà đó ngọt còn thì à mỏ gì nên ấy bông phôn sọt chưa bông phôn đằng này còn tại sao cái lồng bị hiền túi tay mình túi nãy bông phôn nó khá nhân hiệp chua cái lồng phay buôn phay phèn này à ra nãy ông dây chớn với bông phôn thôi pi khoạp chơi chơi bông phôn với năng đi bông phôn á và mà khoạp mà đổi ha bông phôn ở trong bán kẹt tường mau bông phôn á và sân gì bông phôn vô từng tí nhôm cho ai bông phôn mà phơi hì ấy bà nhầm vậy chẳng món từ người ta sân dơm muối mà rồi hạ đá chơi bà ở quân chơi bông phôn hay bông phôn ở sảnh thế mưa lên tới gần đây thế bà dân mưa lên ngọc an như ra tới bà bà ở quân bông phôn ở quân bà họ toa con bà can bông phôn ơi vậy ở sân chơi vậy má này chơi là chul chơi lên đá nè ngay ở quân bông phôn thì được đi bạn.